Minh Thư rất yêu mến ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, bởi vì cái tầng triết lý nó rất là cao và đẹp, ca từ hay, những cái giai điệu nó lại cực kỳ hòa quyện với tiếng guitar, bởi vì là có cái sự lãng mạn mộc mạc và nó chan chứa một cái tính nhân văn của con người. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cánh cố thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thăng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu may như dũi chiều, phải đâu trong đâu cũng đành. Phải không em, phải không anh? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mãi nở ngày xuân. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cánh cố thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ một loài cây sống gần nhau thân mới thăng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhớ dúi chiều, phải đâu trong đâu cũng đành. Phải không em, chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi.